Bạn đang nghe nội dung từ Voice FM. Hãy lên App Store, tìm V O I Z và cài đặt ngay để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé. Voice lắng nghe mọi lúc, bên bạn mọi nơi. Bạn đang nghe sách nói tại Voice Thư viện Sách Nói First News mời các bạn lắng nghe quyển sách Làm điều quan trọng Tác giả John Doer Dịch giả Lương Trọng Vũ Giọng đọc Duy Thanh Lời nói đầu Mỗi buổi tối đầu tháng 5 năm 2018, tôi ngồi lướt Facebook ở nhà và nhìn thấy một người bạn chia sẻ một đoạn video mô tả chức năng chỉ đường mới của Google Maps vô cùng sinh động và trực quan. Tôi liên lạc để tìm thêm thông tin sau đó mới biết đó là một trong những công nghệ được giới thiệu tại Google I.O. 2018, bao gồm Google Assistant, Google Duplex, Google Lens. Thứ mà tôi nhìn thấy là trải nghiệm AR, Augmented Reality của Google Maps kết hợp với Google Lens. Có thể nhiều người sử dụng sẽ trầm trồ khi chứng kiến những điều bất mắt đó. Nhưng có lẽ không nhiều người đặt câu hỏi vì sao hàng năm họ đều đưa ra những điều mới lạ, thậm chí có thể làm thay đổi cả một ngành công nghệ Chắc họ thuê mướn nhiều người lắm. Sức đầu mà Google có thể làm như thế? Câu trả lời nằm trong cuốn sách này, một công cụ không mới, đơn giản nhưng không dễ áp dụng. OKRs, viết tắt của Objectives and Key Results, hay Việt hóa thành mục tiêu và kết quả then chốt. Đối với nhiều nhà nghiên cứu về khoa học quản lý, công cụ không mới, không lạ và cũng không ít tài liệu nói về OKRs. Quyển sách này không phải là một cuốn sách giáo khoa dạy về OKRs, mà chỉ kể về những câu chuyện hậu trường của những công ty công nghệ lớn trên thế giới khi áp dụng OKRs như Intel, Google, Adobe, Intel, Juma Technology. Những câu chuyện hiếm hoi thế này còn khó tìm hơn những loại sách giáo khoa nói về OKRs do những lãnh đạo cao cấp nhất của doanh nghiệp chính miệng kể ra, từ kinh nghiệm đau thương đến sự mãn nguyện thành công. Những câu chuyện của Google xuất hiện bàn bạc trong quyển sách giúp độc giả hiểu được một trong tứ đại quyền lực gồm Amazon, Apple, Google và Facebook trong thế giới công nghệ này vì sao đạt được những bước tiến đột phá như vậy? Họ chinh phục những đỉnh cao như thế nào? Điều khá thú vị là OKRs ở Intel khác khi vào Google cũng khác. Không chỉ áp dụng ở các công ty công nghệ, Bill and Melinda Gates Foundation và data. Một tổ chức phi chính phủ của ca sĩ nhạc rock Bono trong ban U2 cũng áp dụng OKRs cho những chiến dịch thiện nguyện tầm cỡ thế giới của họ. Vậy thì lý do gì OKRs không áp dụng được trong tổ chức doanh nghiệp của mình? John Doerr, tác giả và cũng là một nhà truyền giáo cho OKRs cho những công ty mà Kleiner Perkins của ông chọn đầu tư, được một đặc quyền mà ít ai có được tiếp cận tất cả những nội dung OKRs của các công ty sừng sỏ như Intel, Adobe, Google, YouTube để kể cho chúng ta nghe những câu chuyện về quá trình này. John Doyle đã dành một chương để nói về văn hóa khi áp dụng OKRs, trong đó có câu chuyện của Bono tại Data. Có dịp tìm hiểu và phỏng vấn các CEO của doanh nghiệp trong nước, tôi có cảm giác để thực hiện OKRs, họ phải bước qua được văn hóa minh bạch, điều mà John Doyle cảnh báo phải thực hiện trước rồi hãy áp dụng OKRs. Trong một thế giới số thay đổi và cập nhật hàng ngày, OKRs được xem như là một thế lực đứng đằng sau các công nghệ như ma thuật ngày nay. Quyển sách này chỉ kể về những câu chuyện thành công. Tôi đoán chắc có hàng chục, thậm chí hàng trăm câu chuyện thất bại về OKRs, như khi thành công, OKR sẽ đem đến trái ngọt cho doanh nghiệp, nền tảng để bứt phá trở thành người xuất sắc trong số những người giỏi. Nhà báo Lương Trọng Vũ Phóng viên thời sự đã phát thanh Thành phố Hồ Chí Minh, kỹ sư công nghệ One Connection, phóng viên công nghệ Vietnamnet, phóng viên công nghệ khoa học và đời sống, phóng viên công nghệ và kinh tế FBNC. Lời giới thiệu: Tyler và Ford là ông tổ của mô hình quản trị theo mục tiêu MBO hay Management by Objectives rất nổi tiếng. Thời gian sau đó, Peter Drucker, một giáo sư, nhà báo, đã nghĩ ra một mô hình quản lý lý tưởng hơn. Mục đích của ông là tạo ra một nguyên tắc quản lý để cho phép tất cả các cá nhân phát huy tối đa được sở trường và trách nhiệm, cùng lúc đó khiến tất cả mọi người trong công ty có cùng tầm nhìn và nỗ lực với nhau. Năm 1954, trong quyển sách đầu tiên về quản lý The Practice of Management, Drucker đã hệ thống hóa một nguyên tắc quản lý bằng mục tiêu và tự chủ, nó đã trở thành nền tảng cho Andy Grove và là nguồn gốc của cái mà hôm nay chúng ta gọi là OKRs. Phương pháp luận của OKRs rất đơn giản, đó là tập trung vào những gì được coi là quan trọng nhất đối với công ty, giúp công ty đạt được những mục tiêu lớn lao hướng về một tầm nhìn và sứ mệnh chung. Nó giúp tạo ra một môi trường làm việc hướng đến kết quả nhưng đầy sáng tạo, đề cao sự tự chủ và tinh thần trách nhiệm của mỗi cá nhân. Phương pháp này cũng giúp khuyến khích mỗi cá nhân phát huy tối đa năng lực của mình thoạt nghe thì có vẻ rất đơn giản, nhưng khi triển khai thực tế thì lại gặp những thách thức vô cùng to lớn. Không phải ngẫu nhiên mà rất nhiều công ty trên thế giới và Việt Nam mong muốn áp dụng nó nhưng rất ít trong số đó thành công. Tôi đã thử triển khai OKRs cho khá nhiều doanh nghiệp của mình, thậm chí một trong các công ty đó là công ty chuyên làm về SaaS hay Software as a Service. Chúng tôi còn phát triển một phần mềm giúp doanh nghiệp có thể quản trị OKRs hiệu quả hơn. Tôi đề cập đến việc này để các bạn thấy rằng tôi đã dành khá nhiều thời gian tìm hiểu và áp dụng, nhưng đến lúc này tôi vẫn chưa thực sự thành công trong việc đưa OKRs trở thành đời sống trong doanh nghiệp. Phải đến khi tôi đọc cuốn sách này, nó thực sự khai mở và trả lời cho tôi gần như tất cả những nút thắt, những điểm mấu chốt để làm sao có thể đưa OKRs áp dụng thành công trong doanh nghiệp. Sẽ là một sai lầm rất lớn đối với bất kỳ nhà lãnh đạo, nhà quản lý nào bỏ qua cuốn sách này. Nó thực sự đáng giá ngàn vàng trong một thế giới thay đổi chóng mặt, đòi hỏi các doanh nghiệp để tồn tại và phát triển trường tồn cần có khả năng thích ứng nhanh, sáng tạo, chủ động và phát huy được tối đa năng lực của mọi cá nhân trong tổ chức. Trần Anh Dũng, CEO và người sáng lập công ty cổ phần MOG, người sáng lập công ty cổ phần OnePay, TrueMoney, người sáng lập và nhà đầu tư của Base Inc, nhà đầu tư thiên thần. Phần mở đầu. Larry Page, CEO của Alphabet và đồng sáng lập Google. Tôi ước gì tôi có quyển sách này trong tay cách đây 19 năm khi chúng tôi lập ra Google, hoặc sớm hơn nữa càng tốt, lúc tôi chỉ mới quản lý chính bản thân tôi mà thôi. Tôi ghét quy trình bao nhiêu thì những ý tưởng hay cùng với hành động xuất sắc lại chính là thứ làm cho chúng ta trở nên đặc biệt. Và đó là nơi để OKR xuất hiện. John Doerr đến với chúng tôi vào một ngày năm 1999 và trình bày một bài giảng về mục tiêu và kết quả then chốt với chúng tôi. Ông ấy nói về cách làm sao để điều hành một doanh nghiệp dựa trên những kinh nghiệm ông có ở Intel. Chúng tôi biết Intel hoạt động rất tốt và bài giảng của John cũng rất trực quan. Vì thế chúng tôi, những chàng trai trẻ, quyết định thử một phen. Cá nhân tôi nghĩ có khả năng phù hợp với chúng tôi. OKR okay, là một quy trình đơn giản giúp đưa doanh nghiệp tiến về phía trước. Chúng tôi đã thay đổi cách để ứng dụng vào Google trong suốt thời gian qua. Hãy sử dụng OKRs như một bản thiết kế chung và biến thể OKRs trở thành riêng của mình, tùy theo chúng ta muốn điều gì. Đối với lãnh đạo, OKRs cho chúng tôi nhiều góc nhìn vào công ty của mình, cho chúng tôi nhiều cách để đột phá. Ví dụ, chúng ta hỏi, tại sao người dùng không thể tải một video trên YouTube về xem gần như là ngay tức khắc? Có phải đó là việc quan trọng hơn những mục tiêu khác mà anh định làm trong quý tới hay không? Tôi thật vinh dự có mặt trong ngày đưa tiễn, tưởng nhớ Bill Campbell. John đã có một chương để tặng cho ông ở cuối cuốn sách này. Bill là một người đặc biệt nồng ấm, người được trời ban cho khả năng thấu hiểu những điều đúng, đặc biệt thấu hiểu về con người. Ông ấy không hề nghi ngại nói với bất cứ ai đầu của họ toàn đậu hũ và không biết vì lý do gì mà họ vẫn yêu mến ông sau khi bị ông mắng mỏ như thế. Tôi nhớ những bài nói chuyện của Bill hàng tuần ở Google rất nhiều. Có lẽ ai trong chúng tôi cũng thương nhớ Bill Campbell ngay cả một số người đang cố gắng muốn trở thành một người huấn luyện như Bill. Tôi không nhận viết chương mở đầu cho nhiều sách, nhưng tôi nhận lời cho quyển này vì John đã cho Google một phần thưởng to lớn và vô giá cách đây 19 năm. OKRs đã giúp chúng tôi đạt đến những cuộc tăng trưởng gấp 10 lần, nhiều lần như vậy trong suốt 19 năm qua. OKRs đã giúp Google thực hiện sứ mệnh vô cùng táo bạo, điên rồ, sắp xếp lại thông tin cho cả thế giới. Okayas đã giữ cho tôi và Google đúng hẹn và đúng hướng khi chúng tôi chọn ra được cái gì là quan trọng nhất. Tôi muốn tất cả mọi người cùng hiểu Okayas như chúng tôi đã hiểu. Hết phần mở đầu. Bạn đang nghe nội dung từ Voice FM. Hãy lên App Store, tìm V O I Z và cài đặt ngay để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé.